Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp tại California, Hoa Kỳ và Latvia. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, khán giả ca ngợi đoàn nhạc Thiên Cua là đoàn nhạc xuất sắc nhất trong cuộc diễu hành UC Davis tại California, Hoa Kỳ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia cuộc diễu hành ngày dã ngoại lần thứ 109 của UC Davis vào ngày 15 tháng 4 năm 2023. Nhiều khán giả đã ca ngợi đoàn nhạc thiên cua và nói rằng đây là đoàn nhạc xuất sắc nhất trong cuộc diễu hành. Cuộc diễu hành ngày dã ngoại bắt đầu từ năm 1909 và là sự kiện lớn nhất do sinh viên tổ chức hàng năm ở Hoa Kỳ, thu hút 70.000 người tham gia, bao gồm sinh viên và cư dân lân cận. Khu vực quanh Davis từ lâu được biết đến với ngành nông nghiệp vì vậy, cuộc diễu hành có nhiều chủ đề liên quan đến nông nghiệp. Đoàn nhạc Thiên Cua miền Tây Hoa Kỳ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong trang phục xanh và trắng đã tham gia cuộc diễu hành và đặc biệt bắt mắt. Họ được mọi người chào đón trong tiếng hò reo và vỗ tay. Đoàn nhạc đã trình diễn các bài Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Khải Hoàn Ca, Thần Thánh Ca và được khán giả đón nhận đồng nhiệt. Nhiều khán giả reo hò hoặc hô Pháp Luân Đại Pháp Hảo và giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng với các thành viên của đoàn nhạc. Một số người nói, đoàn Pháp Luân Đại Pháp là xuất sắc nhất. Trần Thiện Nhẫn thật tuyệt vời, chúng tôi rất cần những điều này. Nick, một sinh viên tại UC Davis cùng với các bạn cùng lớp, đã vẫy tay và gieo hò vui vẻ khi thấy đoàn của các học viên đến gần. Nick cho hay, anh là thành viên của ban nhạc của trường khi còn học cấp 2, vì vậy tôi biết ban nhạc này đoàn nhạc thiên cua là một ban nhạc tuyệt vời anh nói màn trình diễn của họ thậm chí còn hay hơn cả ban nhạc của uc davis tôi thích màn trình diễn của họ âm nhạc của họ rất hay họ thực sự tuyệt vời nhóm kèn saxophone của họ là xuất sắc nhất xin chân thành cảm ơn camille là một sinh viên khác cho biết thật tuyệt họ đoàn nhạc thiên cua là những người giỏi nhất trong cuộc diễu hành âm nhạc của họ là tuyệt vời nhất tôi thích nguyên lý chân thiện nhẫn đoàn này thật tuyệt vời và tôi thích xem họ biểu diễn anh patrick nicolai đến từ fairfield california nói anh cho hay anh đánh giá cao sự tham gia của các học viên trong cuộc diễu hành thật tuyệt vời tôi thích nguyên lý chân thiện nhẫn nó rất tốt việc bức hại pháp luân đại pháp ở trung quốc là sai họ được hưởng tự do ở đây tại hoa kỳ này vợ của anh cô benda nicolai cũng rất thích đoàn pháp luân đại pháp Cô nói, tôi ngưỡng mộ màn trình diễn của họ, họ đã tới đây để chia sẻ tài năng với chúng tôi, nguyên lý chân thiện nhẫn rất tốt, tôi lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại họ. Cô Benra giải thích rằng cô tập yoga và rất thích thú khi nghe nói tu luyện pháp luân đại pháp có thể giúp giảm căng thẳng và áp lực. Khi được biết cô có thể học các bài công pháp trực tuyến miễn phí, cô nói, điều này thật tuyệt vời, tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin trên mạng. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ thông tin này với chúng tôi. Tin tức thứ hai, sự kiện lễ phục sinh cuối tuần tại Latvia, thông tin cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Vào lễ phục sinh cuối tuần, thứ bảy ngày 8 tháng 4, người dân ở Kudia, Latvia đã có dịp tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc tại một sự kiện trên phố Laipaja cạnh tòa thị chính. Các học viên giải thích rằng họ cố gắng trở thành người tốt trong cuộc sống hàng ngày bằng cách quay trở về với các giá trị truyền thống, vậy nên họ luôn trung thực, giúp đỡ người khác và lịch sự. Đồng thời, họ hiếu kính cha mẹ và chăm sóc những người thân yêu của mình, nhưng vì cách sống đó mà họ đã bị bắt, tra tấn và giết hại phi pháp ở Trung Quốc. Một người đàn ông cho biết, trước đó ông từng ký tên thỉnh nguyện kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại. Ông cũng đã đọc cuốn sách chính của pháp luật đại pháp chuyển pháp luân và học các bài công pháp ông nói bằng cách thiền định và cải biến tâm tính một người bắt đầu hiểu rằng hạnh phúc và sự hài hòa là ở chính nơi đây và ngay lúc này hạnh phúc là một trạng thái của ý thức trong chính mình hãy tiếp tục làm những gì bạn đang làm tôi lên án của bức hại phi pháp đối với các học viên pháp luân đại pháp ở trung quốc thật là đáng sợ chúc các bạn thành công một phụ nữ nói chuyện với một học viên và được biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang bị tra tấn và thậm chí bị giết hại để lấy nội tạng. Cô cho rằng lễ phục sinh là thời gian để suy ngẫm, thời gian để suy nghĩ về các giá trị và mọi người phải hiểu điều gì là tốt và điều gì là xấu. Cô lên án của bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng nó rất tà ác. Sau khi đọc biểu ngữ, một phụ nữ khác đã nán lại để tìm hiểu thêm một học viên đã mô tả cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân thủ pháp luật phải chịu ở Trung Quốc. Người phụ nữ ngạc nhiên rằng một điều như thế lại có thể xảy ra trên thế giới ngày nay. Cô nói, tôi rất thích văn hóa phương Đông và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người qua đường cho hay họ đã ký tên thỉnh nguyện trước đó và biết đến cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc. Họ chúc các học viên may mắn và động viên các học viên không bỏ cuộc. Một số người từ Vespi, Riga và Leipzig rất quan tâm đến pháp luân đại pháp. Các học viên đã cho họ biết các điểm luyện công trong thành phố và đưa cho họ các tài liệu giới thiệu về pháp luân đại pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhuy.org.